Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Minh Lại. Hôm nay em lên cho các bác một em gọi là con này nó dạng là cái gì? Ngựa phi à? Đây này, nó phải như thế này này. Tính đấy, đấy, đấy. Phi ngựa. Đấy. Đấy, con này hay không quá. Con này của Chiver các bác nhá. Này. Chiver này. Đấy. Con này chắc là để cho chị em tập tành bụng eo hoan các thứ cho đấy thôi. Đây có nhìn chưa? Phi như ngựa, thôi xuống đi. Nhìn ngứa mắt quá. Rất là hay luôn. Ơ ngồi lên mới chạy à? Ngồi lên mới chạy. À, thế là đứng xuống lại không chạy. Vâng. À, thế là đây phải ngồi lên đúng không? Ở đây chạy ở đây. Đây, có nhìn này. Đấy. Cái này hoa da nhá. Mấy các bác lau tẩy đi thôi. Có Chiver. Cái này các bác mua về cho chị em tập tành nữa. Cây ngựa. Tập tành cây ngựa. Đấy, Chiver. Mọi thông tin các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhá, 0975 75716. Con này thì nó to lắm, ngồi lên được luôn rồi. Mà giá thì chỉ có 1,5 triệu thôi. Đấy, bắt đầu chung kết thì liên hệ cho em. Đấy, nhá. Xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác nhá.